Hello, chào tất cả anh em nha. Nay mình lên tiếp đồ nghề nha anh em. Mấy ngày nay mình mắc sửa sang cửa hàng mới anh em, thành ra lên video không được nha. Hôm nay mình lên tiếp video ở cửa hàng cũ nha anh em. Rồi vài bữa nữa mình lên cửa hàng mới. Rồi mình vào đề luôn nha anh em. Thì trước khi vào đề luôn nha anh em. Thì đầu video mình cũng nói với anh em là mấy anh em mà mới chốt hàng bên mình là lưu ý giúp mình nha. Hàng mình là không ship code nha anh em. Anh em chuyển khoản đủ mình bao ship, cọc mình không bao ship nha anh em. Đấy. Còn gửi hàng tới nơi mà nhận hàng trả tiền thì mình không đi hàng được nha anh em nha. Rồi tất cả anh em dặn hàng bên mình là chốt hàng bên mình là hàng mình tất cả là đi, mình gửi toàn bộ hết cho anh em nha. Không có cái đơn nào mà mình gửi qua ngày hết nha anh em. Anh em chốt hôm nay chuyển hôm nay là mình sẽ trưa nay là mình chiều nay là mình sẽ cho hàng lên đường luôn nha anh em, mình không để lại tồn kho một đơn nào nha. Còn cái mà ví dụ như mà bình thường thì 3 đến 5 ngày là sẽ tới, nhưng mà nhiều cái đơn là nó sẽ chậm hơn, là bên nhà vận chuyển nó chậm nha anh em, chứ không phải là do mình, nhưng mà mình có trách nhiệm với anh em nha. Khi anh em thấy chậm quá thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo cho mình sẽ gửi vận đơn cho anh em nha. Để anh em theo dõi nha. Rồi mình vào đề luôn anh em. Mã đầu tiên là mã số 1 nha anh em. Mã số 1 nha. 200k cho mã làm vườn nha anh em. Mã này là mã làm vườn. Đây gồm có một cái kéo, một cái kéo tỉa nha anh em. Đấy, nó như thế này nè. Đấy, mà cái lò xo của nó bị trọc nha anh em. Anh em về coi lại cái lò xo giúp mình với. Đấy, một cái kéo tỉa này, một cái cào này. Anh em đếm giúp mình nha. Mình đặt ra đây cho anh em đếm nha. Đây. 3 nè. 4 nè. 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Một cái kéo cắt tỉa như thế này nha anh em. Đó, lưỡi còn đẹp nha anh em. Anh em về sinh ra cho mình là ok nha. Đó, mấy rồi mình quên rồi anh em. 13, 14 này, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đó. Để mình cho cam cao lên một tí nha anh em. 20, 21, 22, 23. Cao nha anh em về chỉnh lại cho nó thẳng thắn nha. 23, 24, 25, 26, 27 cái nha anh em. Đó, mình đếm hình như là 27 cái. Thì anh em đếm lại cho mình với nha. Mình giới thiệu với anh em từng cái mình lộn nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cái nha anh em. Tổng cộng mã làm vườn này là 27 cái nha anh em. 27 cái là 200k nha anh em. Đó, mã số 1 đầu tiên luôn nha. Là 200k nha anh em. 27 cái anh em chuyển khoản đủ mình bao ship. Cọc mình không bao ship nha anh em. Ôm. Xếp gọn á. Rồi, mình lên mã số 2 cho anh em nha anh em. Mã số 2 nha, 200k nha anh em. Kéo như thế này nha anh em. Đây, đó. Nói chung là nó bị rít nha anh em. Anh em về cho dầu mỡ vào nha. Rồi, đây nó vẫn còn lò xo rồi đầy đủ nha anh em. Đấy, mã làm vườn nha anh em. 220k cho mã làm vườn này nha anh em. Đó, một cái này. Đây là cưa nha anh em. Đó, cưa gấp nha anh em. Đây, hai cái này. Đây. Bấm cái nút đây anh em, bẻ vào. Rồi, hai cái này. Đây cưa gấp luôn nha anh em, mà nó bị bể cán một bên nha. Đó, nhưng mà bên đây thì bình thường nha. Rồi, hai cái này. Đây cũng cưa gấp luôn nha anh em. Đó, cán này thì quá đẹp luôn. Đây. Đây, móc cái này vào nha anh em. Móc ở đây, bẻ xuống là cưa ok nha. Rồi, không ấy nữa thì mình mở lên. Rồi, mình sẽ gấp xuống nha. Rồi, ba cái cưa gấp này. Ba cái cưa gấp nha anh em, một cái kéo cắt tỉa nha. 3 là 4. Một cái cưa như thế này là 5 này.
6 này anh em nhìn trên màn hình giúp mình nha. 7 này cái cưa to nha anh em. Không có cán còn chui nha. Đấy. Mọc đầy đủ nha anh em, mọc đẹp luôn nha. Đấy. Là 8 này. Đây lưỡi nó anh em, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 lưỡi nó anh em. Đó, 18. Rồi, cái này có chui nhưng móc cán anh em. 19. Cái này nó bị mẻ một răng chỗ đây anh em. Đó. 20. Một cái cưa hai sóng. Cưa hai đầu lưỡi anh em. Là mười mấy rồi. 20. 21 cho anh em, 22. Cái này thì mình bỏ nha anh em. Cái này nó bị hư cán rồi. 23 24 25. Một cái kéo thủ công nha anh em, lưỡi rất là đẹp luôn anh em à. Đấy. 26 27 28 29. Một cái cưa to còn mới luôn. 30. Một cưa nhỏ thế này anh em, 31. Một cái cưa gấp. Hình nó vuông vuông cạnh nha anh em. 32, bấm cái nút này anh em. 32 33 34 cái nha anh em. Đó, tổng cộng là 34 cái. Tổng cộng 34 cái, trong đó là có 4 cái gấp nha anh em. 4 cái gấp như thế này. 4 cái cưa gấp nha. Đấy, và một cái kéo tỉa như thế này anh em. Rồi. 30 mấy cái mình đếm cho anh em rồi đó. 200k, mã số 2. 34 cái. 34 cái. Rồi. Rồi, mình lên cho anh em một lô kéo, mình xếp trên màn hình cho anh em xem luôn nha. Kéo cánh bướm là có 2 cái, 3 cái anh em, 3 cái kéo cánh bướm nha. Đó. Và 4 cái hình như thế này nha anh em. Đó, 4 cái nha. Đây, mình để chỗ đây cho anh em xem luôn. Đây, 4 cái. Cái này là 5 này, kéo cắt phải nè. Cái này là 6 nè. Đó. Kéo đuôi cá là 7 nè. Kéo này là 8 nè. Một cái kéo tỉa có khóa, có lò xo nha anh em. Đó. Có lò xo nè. Lò xo nó nằm bên trong này anh em. Nó rất là tự động luôn nha. Rồi, có khóa lại nè. Là 9. Kéo tỉa như thế này nha anh em. Đó. Là 10. 11. Kéo tỉa luôn nha anh em. Đó. 12 cũng kéo tỉa luôn. 13, cái này có lò xo nha anh em. 13. Tổng cộng 13 cái này anh em. 200k nha anh em, mã số 3 200k. Nuôi gì anh? Mua cái gì đâu? Tại cửa hàng mà hỏi anh mua gì, mua gì đâu. Mã số 4, 260k nha anh em. Mình lấy cho anh em, trong này bán rồi anh ơi, trong này bán hết rồi. Ờ, anh lựa ngoài kia, giao chi nè. Đó, cái rổ đó. Em hỏi mua gì em chỉ cho mà. Đây anh em, 260k nha anh em. Mã số 4 nha, 260k. À, mình... 260k. Cái này mình sẽ đổ lại cho anh em nha. Mã số 4. Kia ơi. Mã số 4. 240k. Anh em, mã số 4 nha, 240k nha anh em, 240k. Ở đây một cái mỏ lết răng size 450 nha, miệng đẹp luôn nha anh em. Miệng còn rất là đẹp luôn nha, trên dưới là đẹp hết. Đây là nó dính xi măng nha anh em. Nó dính đất hay xi măng đó, anh em về đánh cáp là nó sẽ sạch hết nha. Đây, anh em dùng. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây là size 450. Và cái này là 300, size 300. Miệng đẹp luôn nha anh em, đây. Anh em dùng thấy, đánh cáp là sạch sẽ luôn nha.
Đó. Và một cái size 250. Rồi. Ba cái này. Đẹp luôn nha anh em. Để mình mở cái miệng này cho anh em xem nha. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp anh em. Đây. Anh em dùm. Về đánh vệ sinh nha anh em. Vệ sinh ra răng. Mình thấy răng rất là đẹp nha. Không bị mất một tí nào luôn nha. Không bị trường luôn nha anh em. Nhưng mà đất nó đóng đầy luôn anh em. Đây đất đóng đầy luôn. Rồi mã này 240 cho ba cái này nha. Rồi mình sẽ xếp cái này. Mã số 5 190k nha anh em. Cho cưa đều có móc neo hết nha anh em. Để mình xếp cho anh em xem luôn nha. Rồi. Một cái. Hai cái. Xếp từ để qua anh em nha. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Vô kêu anh hai ra đây xếp mã cho ba. Sáu cái. Bảy cái. Cái đây là bỏ lưỡi cưa ngắn dài được hết nha anh em. Đó, cái đây. Đó là bảy cái. Tám cái. Rất đẹp luôn anh em. Rồi, chín cái. Mã xấu đâu lấy mã xấu coi. Chín cái anh em. Đó, rồi. Cái một cái cưa lọng nữa là 10 cái nha anh em. Đây. Hình thức nó như thế này anh em. Đó, cán đồ đầy đủ, chui đồ đầy đủ hết nha. Tổng cộng là 10 cái nha anh em. 10 cái. Mã này là mã số 5 190k nha anh em. Đây, mã số 5 190k cho mã số 5 nha. Là 10 cái cưa. Đây, đừng có để nó rớt ra. Rồi mình lên cho anh em là mã số 6 nha. Đây, mã số 6 190k nha anh em. Gồm có kéo một cái nè, cánh bướm nha anh em, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, năm cái nè, đó, rồi sáu cái, bảy cái nè anh em, tám cái nè, chín cái nè, mười cái nè, mười một cái nè, đó. 11 cái nha anh em. 11 cái trong đó có một cái kéo cắt vải như vậy nha. 11 cái nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn nha. Anh em về chỉ vệ sinh lại là xài thôi nha anh em. Rồi, mã số 6 190k. Mình lên cho anh em mã số 7 nha anh em. Mã số 7 nha. Là 220k nha anh em. Đó, 220k, mã số 7. Răng đẹp luôn nha anh em. Đây là nó bị dính đất nha. Không mẻ chút nào luôn nha anh em. Ngàm trên ngàm dưới nha. Nó bị dính đất, anh em về là đánh cáp cho nó giăng cái này ra nha anh em. Giăng cái này ra là nó sẽ sạch hết nha anh em. Đó, miệng nó không bị mẻ nha anh em nha. Thôi, mình zoom cho anh em xem nha. Này, anh em zoom kỹ nó dính đất nha anh em. Chứ răng nó không bị mẻ một chút nào luôn nha. Đó. Rồi, một cái này là size 300 nha anh em. Cái này là size 300 nha. Còn cái này là size 450 nha anh em. Miệng nó cũng đẹp luôn, để mình cho anh em xem cái miệng đó nha. Đây anh em, miệng này anh em rất là đẹp luôn nha. Đó, nó dính đất thôi nha anh em. Đó. Rồi, cái này là size 450 nha anh em. Rồi cái này là size 250. Đấy, cái này là 250, cái này là size 300 ml nè. Cái đây 250 ml, cái này 450 ml. Rồi, mã số 7 220 nha anh em, 220k. Rồi. Rồi mình lên mã số 8 cho anh em nha, là Tovic nha anh em. Mã số 8 là Tovic Holo nha anh em. Đấy, mã Tovic này rất là đẹp đó anh em. Đó, 230k cho mã Tovic này nha. Đây, anh em dùng Tovic Holo nha anh em. Đó, có nhỏ có lớn đầy đủ hết nha. Mình xếp vòng tròn trên màn hình cho anh em xem hết nha. Đầu rất là đẹp luôn nha anh em. Đầu này là có đầu ba ke này, rồi đầu dẹp nè. Đó, anh em xem ba ke này. Ba ke này, đầu rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đầu rất là đẹp luôn nha. Rồi, mã Tovic Holo nha anh em. Đó, anh em dùm trên màn hình là đầy đủ luôn nha. Để mình cho nó vào cái màn hình anh em xem hết. Đó, Tovic Holo nha anh em. Rồi, mã này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cây.
14 cây hồ lô 230k, mã số 8. Rồi mình lên mã số 9 cho anh em nha, mã số 9 cho anh em. Đây, mã số 9 nha anh em. Là 250. Mã số 9 250k nha anh em. Rồi, mình đếm bao nhiêu cây thước ngắn và bao nhiêu cây thước dài nha. 1 2 3 3 4 5 5 5 cây thước. 5 cây thước ngắn à. Mã này thước dài nhiều chữ anh. Dài nhiều quá. Rồi. Đây anh em ơi, 5 cây thước ngắn nha anh em. Mã này có 5 cây thước ngắn và thước dài nè anh em. 2 3 mình xếp cho anh em xem luôn nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cây thước dài nha anh em. Mã này có 10 cây thước dài, là một đầu là dài 50, còn một đầu là dài 30 nha anh em. Đấy, đầu bên đây dài 30, còn đầu đây là dài 50 nha. Và 5 cây thước ngắn là một đầu dài là 15, một đầu là dài 25 nha anh em. Đúng rồi. Một đầu dài 15, một đầu dài 30 nha anh em. Một đầu dài 15, một đầu dài 30. Đấy, là 5 cây. Là tổng cộng là 15 cây hết nha anh em, 15 cây thước gốc. Mã số 9 250k. Mã này quá nhiều thước gốc anh em ơi. Quá nhiều thước gốc mà thước dài. Lỡ rồi mình lên cho anh em luôn. Đây. Rồi, mình lên mã số 10 cho anh em nha anh em. Mã số 10 190k, là nó gồm có là thước và dao rọc giấy và bấm móng tay nha anh em. Và cái bấm ghim nha. Đây anh em dùng bấm ghim này. Đó. Bấm ghim nha anh em. Đây. Cái bấm ghim nha. Đây, bấm ghim kiểu này nha anh em. Đó. Cái này rất là lớn nha. Đó, bấm ghim, đế này bằng cao su nha anh em. Chụp, bấm mày dính đây. Đây anh em nha, cái đây cái bấm ghim kiểu này nha anh em. Đây, cái chỗ nó ghim nó xuống đây nè. Ghim nó xuống đây là nó tự cong này nha anh em. Đấy, một cái nè anh em. Một cái nha, mã số 10 190k nha. Mình coi bao nhiêu cái bấm ghim trước nha. Đây, bấm ghim này, hai cái nè nha anh em. Đó. Bấm ghim hai cái. Ba cái bấm ghim nha anh em. Tổng cộng là ba cái bấm ghim nha. Ba cái bấm ghim. Và dao rọc giấy là 1 nè, 2 nè. Đây anh em, đó. Đây, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 12, 12 dao rọc giấy nha anh em. Và 3 cái bấm ghim. Ở đây một cái bấm ghim nữa nè. Là 4 cái bấm ghim nha. 4 bấm ghim và 13 dao rọc giấy là 17 cái. 17 cái và bấm móng tay anh em nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. 3 cái này nữa là 20 cái này nha. 20. Và một cái kẹp nồi nha anh em. Nó bị gãy mất cái chui đây. Cái đây kẹp nồi nóng đó anh em. Đó. Là 21. 21 và thước. Đây, một cây này. Cái này còn kéo được anh em. Đó. Bấm cái nút này là nó sẽ tuột vào nha anh em. Rồi. 21, 22, 23, 24. Cái này đây nè, nó bị xét ở ngoài anh em. Đó. 25. Rồi. Anh em.
26 27. Ôi cái này cứng quá. 27. Đây nè. Đó. Cái này không được anh em. Cái này mình bỏ đi. Rồi 27 cái tổng cộng nha anh em, mã này 27 cái tổng cộng. Tí nữa mình sẽ bỏ cho anh em vô thêm một cây thước kéo được nữa nha anh em. Đó, để thay vào cây thước đây nha. Cây này mình bỏ nha. Còn mấy cây này, cây này thì nó vẫn còn dính mà nó bị gãy, người ta băng chỗ đây nha anh em. Đó, đây. Đó. Nhưng mà trong đây còn đẹp anh em. Rồi, bấm cái nút này nó chạy vào. Đó, mình sẽ thay cho một cây thước nha anh em. Một cây thước. Rồi, mã này 27 cái. 190k nha, mã số 10 anh em. Đây. Ra lấy cái thước bỏ vô đấy luôn cho tí nữa quên. Còn hốt cái kiểu đấy nó rớt nó lộn. Đã không biết rồi, làm ẩu rồi. Rồi, mình lên mã 11 cho anh em nha, mã 11 cho anh em. Đấy, là 190k nha. À, đây là lưỡi cưa kiếm nha anh em, một lưỡi cưa kiếm nè. Mình đếm bao nhiêu lưỡi cưa kiếm nè. Hai lưỡi cưa kiếm nè anh em. Đó, hai lưỡi nè. Ba lưỡi nè, nó khác kích cỡ nha anh em. 3 4 nè. Đó, 5 nè. Trong này có 5 lưỡi cưa kiếm nha anh em. 5 lưỡi cưa kiếm và hai lưỡi cưa sắt nha anh em, hai lưỡi cưa sắt như thế này. Đó. Đó. Và ba lưỡi cưa kiểu này. Đó anh em. Ba lưỡi cưa đây. À, 5 lưỡi cưa kiếm, 2 lưỡi cưa sắt là 7, 7 với 3 là 10. 10 và một bó lưỡi, à đây một lưỡi nữa 11. 11 và một bó lưỡi như thế này luôn anh em. Đây. Nó còn băng luôn nha. Mình đếm bao nhiêu nha. 1 nè. Còn mới lắm anh em à. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rồi 17 lưỡi nha anh em. Tổng cộng là có 17 lưỡi như thế này nha anh em. Đây, anh em coi nó còn mới lắm anh em. Đây, anh em thấy không? Đó, 17 lưỡi cưa như thế này. Đấy, anh em chỉ cần cái cán là thay xài thoải mái luôn. Đó, 17 lưỡi cưa như thế này. Và 11 cái lưỡi cưa đây. À, thì 17 là 28 cái nha anh em. Tổng cộng 28 cái lưỡi trong đây nha. Đó, 28 cái lưỡi. 28 cái lưỡi còn rất đẹp luôn anh em. Rồi mã này là mã số 11 nha anh em. Mã số 11 190k nha. Rồi mình lên mã 12 cho anh em. Đây. Mã 12. Đây nè, cả một cái đống như thế này luôn là mũi khoa khoét nha anh em. Đấy. 2 kệ nó anh. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, 12 cái nha anh em. 200k mã 12 nha. Đó, đây là phi 6 này, phi 5 này, phi 4 rưỡi 4 có đầy đủ nha anh em. Rồi nhỏ đến 2 mấy luôn nha anh em. Đây hợp kim nha anh em. Đó, rồi có cái gỗ, có cái sắt gì đó, nói chung là cái này mình không rành lắm. Rồi, mã 12. 200k. Làm cái rổ con rùa vô bưng xuống đó là xong. Né đừng có đụng đẩy cái chân này. Rồi mình lên cho anh em mã 13 là cần tiếp nha anh em. Mã 13 là cần tiếp. Mã 13 nha anh em. Đó. Lấy cho anh hai cái cần tiếp nhỏ đây nè. Đây, một cái cần tiếp như thế này anh em. Đó. À, mình rút được cái tiếp này ra nha anh em. Đây anh em. Đó, đầu 1 phần 2 nha. Đầu 1 phần 2 nha anh em. Đó, còn bi đồ đàng hoàng luôn. À, cái đây cũng đảo chiều nha. Cái đây đảo chiều nha anh em. Xoay. Đó. Rồi, mình bật cái này qua nha anh em. Đó, rồi mình đảo chiều lại nha anh em. Cần này còn rất là ok luôn nha. Đó, đầu 1 phần 2 còn rất đẹp luôn. Đây, mã 13 350 nha. Hai cái như thế này. Đầu 1 phần 2 hai cái nha.
Rồi, đầu 1 phần 2 cái này nữa nha anh em. Đó, là 3 này. Rồi, đầu này là đầu nhỏ hơn nha anh em. Đấy, có cái này là nó móc cái chui sâu rồi, nó còn dặn được nha anh em. Đó, nó đang dặn được một chiều. Đấy, cái này thì còn ok luôn anh em. Đây, đó. Nói chung là cái này là bị lỗi, cái đằng sau mình bỏ riêng ra nè. Hai cái bị lỗi nha anh em. Cái này còn được một chiều nha anh em. Còn được một chiều. Đấy. Rồi, cái này thì hoạt động bình thường, còn tiếp luôn nha anh em. Đó, nói chung là cái đây là hoạt động bình thường hết. Đây, cái này hoạt động bình thường luôn nha. Cho anh cái kìm mà anh dặn cái này em. Cái này nó còn có nút nha anh em. Đấy, nút rồi còn ok này. Đấy, và đầu này còn bi đồ luôn. Nhưng mà mình dặn á là nó đang dính cái gì á anh em, mình dặn chưa được nha anh em. Rồi, mình cho ba cái bị lỗi nha. Ba cái bị lỗi. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái này là trong đó là có 3 cái đầu 1 phần 2 là có một cái tự động. Còn ba cái này là đầu bao nhiêu mình không biết. Đấy, nhưng mà ba cái này là đầu bằng nhau nha anh em. Đó, là 6 cái này là hoạt động bình thường luôn nha anh em. Hoạt động bình thường luôn. Còn ba cái này là bị lỗi. Đấy, có hai cái là nó móc cái chui đằng sau anh em. Nó chỉ còn hoạt động một chiều thôi nha. Đấy, còn cái này là còn cái chui đằng sau. Nhưng mà mình dặn chưa được nha. Rồi, là tổng cộng là 9 cái nha anh em. 9 cái này. Đó, là 350k nha anh em. Dễ quá rồi anh em ơi. À, rồi mình lên mã tua vít cho anh em nha. Mã tua vít này sáng mà đẹp lắm anh em ạ. Đây, nguyên cái mã tua vít này sáng là đẹp. Mã 14, 200k nha anh em. Mã 14, nguyên một cái mã tua vít này quá đẹp luôn. Có tua vít đóng này, có tua vít ba ke, tua vít dẹp, tua vít cộng, tua vít trừ nha. Có dài, có ngắn nha anh em. Đây, để gần đây nha anh em xem. Đó, nguyên một đóng luôn nha. Mình đếm 2, 3, 4, 5, 6 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Cái này mình lộn rồi nè. Cái này 2 mã mà sao đi nhập 1 vậy? Bỏ cái này ra cái rổ kia. Ở đấy á, bỏ ra rổ. Đây anh em, mã 14 nha anh em. Mình đếm lại nha. Cho cu nó không biết nó bỏ nhập 1 anh em nha. Đây 200k mã 14 nha. 2 nè anh em. Đó, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cái nha anh em. 20 cái, 200k. Tính ra thì 10.000 một cái đó anh em. Mà mình lựa chọn là đẹp hết nha anh em. Đó, mình lựa chọn là đẹp hết. Ba ke nè anh em. Đây là ba ke này, mình cho anh em xem ba ke đây. Đầu ba ke đầu dẹp nha. Đây, ba ke lớn nhỏ có hết nha anh em. Đấy, bấy nhiêu đầu ba ke nha anh em. Đây, tất cả là đẹp hết nha anh em. Còn lại là dẹp nha. 2, 4, 6, 8 cái dẹp, 12 cái ba ke nha anh em. Đó, rồi mã này, mã 14, 200k nha anh em. Rồi mình lên cho anh em mã đục nha anh em. Mã đục. Đây, mình xếp cho anh em xem luôn nha. Thank you.
lấy cho anh hai cái đục ở trong rũa, lấy anh hai cái đục ở trong đây này, rũa này, hai ba cái, ba cái. Cái mình bù thêm cho những cái nó bị cong nha anh em, hai cái nó bị cong chui nha, cái này mình có thể đập lại được nha anh em. Đấy, đục vào trong cái rũa, đục gỗ nè. Đấy, mình sẽ bỏ thêm hai cái cho thay vô hai cái này nó bị cong cái chui nữa nha anh em. Đó, còn cái này thì không cong nhưng mà cán mình về thay được. Đấy. Đây anh em, đây mình chưa vệ sinh luôn nha. Đó, một cái nữa trong đục trong rũ kia, đó đó, cán đó, dép đâu đợi. Đây anh em à. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 cái đục nha anh em. Đó, mã 15. 310k nha, 301 nha anh em, 310k, rồi 13 cái đục, rồi mã số 15. À, lũng hả? Sao không? Hả? Gãy móng chân. Trúng móng hả? Ý là thọc vô chân móng hả? Kẻ móng hả? Bóp ra, ra máu. Anh biểu. Đây anh em ơi, mình lên mã tiếp theo nha anh em. Mã 16 nha anh em. Mình đếm cho anh em xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cái nha anh em. Tổng cộng là 21 cái dũa, là đủ các loại dũa luôn nha anh em. Dũa tam giác, dũa vuông, dũa tròn, dũa mặt trăng, dũa khuyết gì có đầy đủ hết nha. Dũa lá đồ đầy đủ hết nha anh em. Mã 16 200k. Mã 16 200k nha anh em. Rồi mình lên mã 17 cho anh em nha. Mã 17 nha anh em là 270k nha anh em. Cho búa này, một cái búa bi rất là đẹp luôn nha anh em. Một cái búa bi rất là đẹp luôn. Đấy, mã này 270k nha anh em. Rồi, một cái búa đóng đinh. Đấy, có mọc luôn nha anh em. Đấy, có mọc luôn. Là hai nè. Một cái búa có cán cao su riêng của nó luôn nha anh em. Đấy, có medal in Japan dưới đây luôn anh em. Đây, bên dưới đuôi cán anh em, nó có hàng chữ ra nha. Đó, medal in Japan đàng hoàng nha anh em. Đấy, là búa lục giác nha anh em, là 3. Một cái búa nhựa đinh kiểu này là 4. Một cái búa vuông, hình thức nó như thế này, cái cán nó thì nó bị tuột vào nha anh em. Đó, là 5. Một cái búa tròn như thế này là 6. Một cái búa bi nhỏ hơn cái búa này là 8. Đấy, cái búa tròn này là 9. Tổng cộng là 9 cái này nha anh em. 9 cái này là 270k. Đi xong. Rồi mình lên mã đục cho anh em nha. Lấy thêm mấy cái đục nữa, thiếu đục rồi. Kỳ ra kia coi thử. Rồi đây anh em ơi, mã này là mã số 18 nha anh em. Mã số 18 190k nha anh em. Cho 8 cái mũi đục. Trong này là có 4 cái dẹp và 4 cái dẹp nhọn nha. Đó, để mình đo kích thước cho anh em nha. Thước đo đây rồi. Thước đo. Đưa cái thước ngắn đi cho ba đo tạm coi. Cho đây. Cái cây nhọn mà dài nhất nha anh em. Cây nhọn mà dài nhất. Rồi. Chiều này là 25. 20 ba xăng nữa, 28 xăng nha anh em. Đó. Cái cây nhọn mà dài nhất này là 28 xăng nha anh em. Đó, còn cái cây hai cây này cho nó tương đối bằng nhau đi.
là 23 nha anh em. Cây nhọn ngắn nhất là 12 nha anh em. Rồi, hai cây dẹp ngắn nhất là 12, còn hai cây dẹp dài nhất là 19 nha anh em, 19 năm. Đấy. Rồi, tám cái này là bốn dẹp bốn nhọn nha anh em. Đấy. Mã 18 190k. Đây anh em ơi, đây là mỏ lết, tất cả mã này là mỏ lết đã hoạt động bình thường hết rồi nha anh em. Mình đã dặn hết lại nè, khít miệng hết cho anh em rồi nè. Đó, anh em dồn nè, khít miệng hết rồi nha anh em. Đó, dặn trơn tru hết rồi. Đấy, là 5 cây nha anh em. 2 cây size 250, 2 cây là size 200, 1 cây là size 150. Đó, tất cả là hoạt động bình thường, dầu mỡ mình đã cho vào hết rồi. Đây chỉ về việc dùng xài thôi, việc xài thôi nha anh em, miệng khít đàng hoàng nha anh em. Mã này là 190k cho mã 19 nha. Rồi mình lên tiếp mã 20 cho anh em nha anh em. Mã 20 là xà cầy anh em ơi. Mã này là mã xà cầy. Đó. Đây anh em. Đó. 2 4 6 7 cây nha anh em. Tổng cộng có 7 cây xà cầy, quá đẹp luôn anh em. Đầu đuôi anh em dùm còn nước sơn, còn mới, còn đẹp hết nha. Đây. Đuôi nó đây anh em. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đầu nó đẹp luôn nha. Rồi, mã này là mã 20 nha anh em. 220k nha anh em. 220k cho mã 20. Đâu, đó đâu. Còn mũi khoan dưới kia nữa kìa, ngay chân đó, đạp lên rồi đó, cái mũi khoan á. Rồi mình lên mã 21 cho anh em nha. Mã 21 là 200k nha anh em. Mã 21 là 200k đục bê tông nha anh em. Trong này có 3 mũi, 4 mũi nha anh em. 4 mũi là đầu 13 ly nha, dùng cho máy nha anh em. 4 mũi là đầu 13 ly. Đấy, mình để đây đầu cho máy đục bê tông đầu 13 ly. Còn số còn lại là dùng cho máy khoan nha anh em. Là toàn bộ là khoan bê tông nha anh em. Đó, đây là số khoan bê tông. Đó, từ nhỏ đến lớn luôn anh em. Từ nhỏ đến lớn luôn nha. Để mình xếp cho anh em xem nha. Đấy, từ nhỏ đến lớn luôn nha anh em. Đấy, anh em dùng rất là đẹp luôn nha. Mình đếm bao nhiêu mũi nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mũi nha anh em. 15 mũi, 200k cho mã 21 anh em. 200k cho 15 mũi khoan bê tông nha. Rồi, mã đây là mã 22 nha anh em. Mã 22 đây anh em. Đây, là sủi nha anh em. Sủi để cạo ron, cạo tường, cạo bột trích đồ, đủ thứ loại, đủ loại luôn nha anh em. Đấy, làm hồ, làm mộc gì đó mình không biết, nhiều kiểu làm nè anh em. Mã 22 200k. Anh em để mình đếm trên màn hình cho ba anh em xem là nó như thế nào và bao nhiêu cái nha. Đây, cái đầu tiên này, một cái này anh em. Đó, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đó, mình để qua bên nha nè. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tổng cộng là 32 cái nha nè. Đó, mã 22, 200k cho 32 cái. Sủi nha anh em. Đó, để mình ủi đồ mà làm đó anh em. Rồi, 32 cái. Mã 22.
nữa. Rồi, mũi con gỗ nha anh em. Đây là mũi con gỗ nha. Đấy. Anh em thấy trên màn hình này. Đó. Tổng cộng nha anh em, mình đã chọn cái đầu nó đẹp rồi nha. Bây giờ mình đếm bao nhiêu mũi cho anh em nha, từ nhỏ đến lớn luôn nha anh em. Đấy, đây là hai cái này. Đây, hai cái đây anh em nè. Đó. Là hai nha. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 cái nha anh em. Tổng cộng là 21 cái mũi khoan, là mã 23 190k nha anh em. Đó. Rồi, mã tiếp theo là mã cây lấy dấu nha anh em. Một nửa thôi. Cây lấy dấu nha anh em nha. Đây. Cây lấy dấu nó đủ đủ loại luôn nha anh em. Mã này là mã 24 190k cho mã cây lấy dấu này nha anh em. Đây. Đó, nó đủ loại luôn nha anh em. Vuông có, tròn có, lục giác có. Cây này mũi này là mũi lấy dấu nha anh em. Đó. Đây. 2 4 6 8 10 12 13 cái nha anh em. Tổng cộng 13 cây lấy dấu nha anh em. Rất là đẹp luôn nha. Đó, 13 cây lấy dấu nha anh em. Mã 24 190k. Rồi. Cái dưới chân con là bao nhiêu? Sao hết rồi. Đây là cây tô vít đảo chiều nha anh em. Đó. Ngắn có, dài có. Đấy. Đấy anh em. Đấy, tô vít nha anh em. Đây là tô vít đảo chiều nha anh em. Đây, nó đảo chiều nè anh em. Đó, nó đảo chiều nha. Thì có cây á là nó trơn tru, còn có cây á là nó anh em về bỏ dầu mỡ vô nha. Đấy, như cây này là trơn tru nè anh em. Đó, đảo chiều nha anh em. Rồi mình đảo chiều lại nha. Đấy anh em. Đó. Ok nha anh em. Rồi. Đây. Mình đảo chiều cho anh em xem nha. Có cây nó còn cứng là anh em về là cho dầu mỡ vào nha anh em. Đó, như cây này là nó còn cứng. Cây này là mềm rồi anh em. Đó, mềm. Nhưng mà nó chưa mềm hẳn nha anh em. Đó, đè vô là nhẹ nhưng mà nó chưa chịu tuột ra anh em. Mình phải xay nó tuột. Đấy, anh em về cho dầu mỡ vào nha. Đó, tất cả đây là đảo chiều hết nha anh em. 2 4 6 8 cây. 8 cây này là 200k nha anh em. Mã 25 200k cho 8 cây đảo chiều. Rồi, mã 26 nha anh em. Mã 26 thì trong này là có tổng cộng là 52 đầu tiếp nha anh em. 52 đầu tiếp. Đấy. Nói chung là trong đó có cả bốn cái đầu nối dài luôn anh em này. Đó, bốn cái đầu nối dài và ngắn nha. Đấy. Thì 52 đầu tiếp này. Tất tần tật cái rổ này luôn nha, 52 đầu tiếp, cái nhỏ nhất là 5,5 mm nha. Đấy. Còn cái dài nhất, cái to nhất trong đây là 32 mm nha anh em. 30 hay 32. Để mình coi kỹ lại nha anh em. 32 đấy anh em ạ. À, 30 mm nha anh em. Cái lớn nhất là 30 mm và cái nhỏ nhất á là 5 mm nha anh em. Mê đời gia bạn. 27 30 26. Nói chung là đủ loại nha anh em. Đó, là mã 26 220k cho 52 cái. Rồi, mã 27 nha anh em. Đây, mã 27 nè anh em. Đó là thước thủy nha anh em. Thước thủy, mã 27 190k. Đây, cây này là dài nhất nè anh em. Cây này là dài nhất nha. Để mình cho cam lên. Đây, cây này là dài nhất luôn nha. Cây này nó có thông số trên đây luôn nè. Đó, cây này là 75 nè anh em. Dài tới số 75 luôn nè. Đây, đây là 75 nha anh em. Cây này là 75. Còn cây này là 60 nha anh em. Cây thước gỗ. Còn thủy đầy đủ nha anh em. Còn thủy đầy đủ hết. Đó. Còn tất cả là còn thủy đầy đủ nha anh em. Đó. Hai cây này. À. Và mình coi thử cây 50.
Này phải 50 không, để mình đo thử anh em. À, 45. Cây 45 là mấy cây nha? 1 cây 45, 2 cây 45. 3 cây 45. 4 cây 45. Không phải. 2 cây 45 nha anh em. 2 cây 45. Và mình cây 38. 38 là 2 cây, 38 1 cây. Đây anh em. Tất cả là còn thủy nha anh em, tất cả là còn thủy hết nha. Đó. Đây anh em. 2 4 6 8 9 cây nha. Một cây là dài 75 nè, một cây là dài 60 nè. À, hai cây này là dài, hai cây này là dài 45. Đó, hai cây này 45. Và như cây này là, để mình, cây này là 40. Cây này là 40 nha. Và hai cây này là 38. Còn hai cây này là 30 nha anh em. Đó. Rồi. Tổng cộng cái mã này luôn nha anh em. Đây có cái mã đâu. Mã này mà đâu rồi. Đây anh em. Mã 27, 190k cho 8 cây thước thủy này nha anh em. Đó. Rồi. Rồi mã 28 nha anh em. Là kéo anh em à. Mã 28 nha. Đây. Kéo dài nha anh em, kéo cán dài. Lưỡi nó là còn đẹp nha anh em. Lưỡi anh em về vệ sinh ra là bán lại cho khách thôi nha. Đấy. Để mình đếm bao nhiêu cây cán gỗ, bao nhiêu cây cán nhôm nha anh em. Và cái đây là tất cả là tương đối là dài hết nha anh em. Để mình đếm cho anh em bao nhiêu cây cán gỗ. Đây anh em, cán gỗ này. Đó, lưỡi này rất là dài luôn nha. Hai cây cán gỗ này. Đây anh em. Ba cây cán gỗ này. Đó. 4 cây cán gỗ này. Đây. 4 cây cán gỗ này. Để mình đếm hết ra cho anh em xem. 4 cây cán gỗ. 5 cây cán gỗ này. Đó, kéo rất đẹp luôn anh em ạ. 6 cây cán gỗ này. 6 cây cán gỗ này anh em. Đó, kéo rất là đẹp luôn anh em ạ. 6 cây cán gỗ. Rồi, tổng cộng là 6 cây cán gỗ. Là mình đây anh em, mình cho anh em thấy 6 cây cán gỗ này. Đó. Rồi mình bỏ qua một bên này. Mình đếm còn 4 cây cán nhôm nha. Một cây này. Đây. Cán nhôm nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, cán nhôm đây anh em. Đây. Là 2 cây. Đây anh em. 3 cây cán nhôm này. Đó. 4 cây cán nhôm nha anh em. Đó, cán dài hết nha anh em. Toàn bộ cán dài. Chỉ có một cây cán nhôm này là nó hơi ngắn một chút này. Đó. Còn toàn bộ là cán dài hết nha. Rồi. À, mã này là 10 cây nha anh em. 10 cây. Cái mã đâu rồi? Đây anh em, mã đây là mã 28 nha anh em. Mã 28, 280k cho 10 cây kéo, quá đẹp anh em ơi. Đó, chuyển đủ mình bao ship rồi đó. Đó, cái dòng này nó cồng kềnh nữa, mình bao ship nó nặng luôn anh em ơi. Đây. Rồi, mình lên mã 29 cho anh em. Mã 29 là 270k nha, cho mỏ lết. Mỏ lết này là mình chưa vệ sinh, nhưng mà mình lựa cái miệng nó đẹp cho anh em thôi nha. Mã 29 nha anh em, 270k. Mình lựa cái miệng nó đẹp nhưng mà mình chưa vệ sinh nha. Đây. À, trong này có một cây này là nó bị cong cái đuôi này nha anh em, nhưng không ảnh hưởng đến mỏ lết. Mình lựa miệng đẹp hết rồi nha. Đây là size 250 hết nha anh em. Size 250 mình coi thử bao nhiêu cây nha. 4 cây size 250 nha anh em. 4 cây size 250. Đó. Miệng là đẹp hết nha anh em. 4 cây size 250. Và size 200. Size 200 là 5 cây nha anh em. Size 200 là 5 cây là 9. Và một cây 150 nữa là 10 nha. 10 cây này là mã số 29, 270k. Anh em về vệ sinh ra mà xài nha, hoặc là bán nha anh em. Đó, hàng bãi là phải vệ sinh hết mới xài được anh em à.
Rồi mình lên mã này là mã 30. Mã 30 là 190k nha anh em, 190k mã 30 là 55 cái lục giác từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn nha anh em. Đó, lớn là cỡ này luôn anh em nè. Đó. Rồi. Cái này nó nhiều mình không có đếm cho anh em nha, nó nhỏ cỡ này luôn anh em nè. Đấy, nó nhỏ bằng cái que tăm mình luôn nha. Đấy, và nó lớn cỡ này. Đấy. Đây. Đó, nó lớn cỡ đây nha anh em. Đủ loại luôn, mã 30 190k. 55 cái nha anh em. Đó. Rồi, mã 31 anh em. Mã 31 là 290k nha anh em. Mã búa này đẹp nha anh em nha. Mã này là mã búa đẹp ấy. Nhổ cái này. Đây. Mã 31. 290k nha anh em. Đấy, hai cái búa bi này, một cái lớn, một cái nhỏ nha. Đấy. Và hai cái búa nhổ đinh này. Đấy, cái này thì móc cán cao su thôi, nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Đấy. Có mọc ở trên đầu luôn nha anh em. Đây, có mọc ở trên đầu luôn nha. Có mọc ở trên đầu đây. Đấy, búa còn rất là đẹp nha anh em. Đó, hai cái búa nhổ đinh, hai cái búa bi. Đấy, búa nhổ đinh đây thì còn cán cao su nha. Đây, mình đẩy lên đây cho anh em xem. Rồi. À, một cái búa tròn như thế này. Đó, có mọc luôn nha anh em. Đó, có mọc luôn. Và một cái búa đầu lục giác. Đầu tròn. Đó. Là 6. Cái này là 7 nha anh em. Cái búa gò, một đầu dẹp, một đầu như thế này. Rất là đẹp anh em. Mã 31 290k cho cái búa này anh em. Rồi. Ba hai kìa. Ngọc không cho mình cứ dùng cái gì đó. Mình lên cho anh em là mũi đục mộng nha anh em. Đấy, là tổng cộng là 6 cái mũi đục mộng nha. Đây mình để vậy là anh em thấy này. Đấy, từ lớn đến nhỏ luôn nha anh em. Đấy, đến đây, rồi đến đây. Đấy, mũi đục mộng nha anh em. Mũi đục mộng 6 cái. Còn rất là đẹp luôn nha anh em. 6 cái này 190k nha. Đấy. Mã 32 190k cho 6 cái mũi đục mộng. Rồi. Đây. Sao coi cây thước nào đây coi, đúng cây thước đằng kia coi. Đây anh em, mình lên cho anh em là mã 33 nha. Mã 33 220k. 220k nha. Là cho hai cây xà cầy nha anh em. Đây, đầu đây đẹp khỏi suy nghĩ luôn. Đây, đầu khỏi suy nghĩ. Đấy. Đây anh em. Bóng. Đây anh em, đó. Đây. Đầu rất là đẹp luôn nha anh em. Đầu rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Đầu rất là đẹp luôn nha anh em. Hai cây mình đo kích thước dài bao nhiêu nha. Cây dài nhất là 74 nha anh em. Cây dài thứ hai là 60 nha. Đó, một cây 60, một cây 74 nha. Rồi mã này là mã 33. Mã 33 220k. Rồi mình lên mã 34 nha. Mã 34 cho anh em. Là giao nha anh em, mã 34 là 200k nha. Đây. Mình sẽ xếp trên màn hình cho anh em xem nha. Đó, giao. Con này còn chui nhưng mà móc cán nha anh em, nhưng mà lưỡi rất đẹp luôn. Đó. Rồi. Đó anh em. Trên màn hình anh em thấy rõ đây. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cây dao nha anh em, 200k. 10 cây dao 200k anh em. Quá rẻ anh em ơi. Không còn mã nào mà rẻ hơn vậy nữa. Dao như thế này mà có 20.000 một con là lấy đâu ra anh em. Đó. Tiếp tục, mã dao tiếp anh em. Đó. Mã này là mã 35, cũng 200k luôn nha anh em, cũng 200k luôn. Rồi. Mã này 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây luôn anh em. Mã này cũng 10 cây luôn nha anh em.
Đấy, mấy con dao này rất là độc luôn nha anh em. Anh em thấy mọc nó ở trên không? Đó. Rồi, mã này là mã 35, 200k luôn nha anh em. Rồi, lên mã 36 cho anh em, cũng dao luôn nha anh em. Mã 36. Đi. Sau rồi vô mã 32. Mã 36 nha anh em. 35 mà quay lại 32. Đồ. Đây anh em. Đó, mã dao rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em dùng. Đây à, 36 nè. Thấy chưa? Bán 200k. Đó. Đây anh em nha. Mã 36. Rồi, mã 36 nha anh em. Đấy, anh em dùng trên màn hình là thấy hết. Mã 36, 200k luôn nha anh em. 200k luôn. Rồi, rẻ quá anh em ơi. Đây mình xả dao mà rẻ quá. Dao vậy là anh em không mua nữa, không có cái giá nào nữa anh em. Người ta bán bình thường là 70-80 ngàn một con dao lớn rồi. Đấy, như con dao này là cả 100 ngàn rồi anh em. Đấy. Mã 37 nha anh em, 200k luôn nha anh em. Mã 37 à, 200k luôn. Đó, mã 37 là 200k. Mã này thì nhiều dao hơn nha anh em. Nhiều dao hơn. Đây có một con đây là không có cán nha anh em, có chui mà không có cán. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 con. À, nó hơn mấy mã kia là 2 con vì nó có mấy con dao nhỏ anh em. Rồi. Ok, mã 37 200k luôn nha anh em. Chuyển đủ là bao ship hết cho anh em ơi. Cọc thì mình không bao ship. Đấy. Rồi, mình lên cho anh em một mã kéo nha. Một mã kéo cắt tôn nha anh em. Đấy. Một mã kéo cắt tôn. Là mã 38 nha anh em, là mã cuối cùng đúng không? Hả? Một mã nữa nha anh em. Mã này chưa phải mã cuối cùng đâu nha anh em. Một mã nữa nha. Đấy, đây là kéo thẳng nha. Kéo thẳng mình xếp từ mấy cái nha anh em để mình coi thử. Nó có mọc đồ đầy đủ nha anh em. Mọc đồ nó hiện ở trên đây đầy đủ luôn nha anh em. Đấy. Ba cái này. Bốn cái này, bốn cái kéo thẳng nha anh em. Bốn cái kéo thẳng và ba cái ba cái kéo cong nha anh em. Ba cái kéo cong. Đó, kéo cong cong như thế này anh em. Bốn cái kéo thẳng và một cái kìm mỏ vịt nha. Rồi. Và hai cái kéo như thế này anh em. Đó, hai cái kéo như thế này. Đó. Đây. Hai kéo đây anh em vừa không thấy. Đây, cái kéo lớn nhất mình đặt trên đây luôn đi. Đó. Rồi. Tổng cộng là 10 cái anh em. Bốn cái kéo thẳng nè, ba cái kéo cong là 7 nè, một cái mỏ vịt là 8 nè và hai cái kéo cắt tôn sóng nha anh em. Đây, kiểu nó như này đây. Đấy, là 10 nha. Kéo lớn không phải kéo nhỏ nha anh em. Hàng có mọc. Mọc anh em dùng kỹ mới thấy mọc nha. Đây, mọc nó đây anh em. Đó. Rồi, mã này là mã 38 200k nha anh em. Đó, 200k. Rồi. Đây đó. Rồi. Mã 39 nha anh em. Đây anh em. Mã 39 một rổ kéo, một rổ kéo nha. Kéo này mình đã lựa rồi, nó gãy, nó nứt cán đồ là nó mình bỏ ra hết rồi nha anh em. Đây là kéo đẹp nha anh em. Một rổ này là 60 cái nha anh em, 60 cái kéo. Mã 39 nha, 190k cho 60 cái kéo nha anh em. Khi mình gói hàng, mình sẽ kiểm tra lại đúng 60 cái cho anh em, cái nào gãy mình vứt ra nha. Mình thay cái khác vào nha. Rồi. 39, thấy chưa? Rồi. Hết rồi nha anh em. À, hôm nay mình lên 39 mã. Anh em chốt mã nào anh em vui lòng là kết bạn số Zalo cho mình. À, số Zalo mình để ở dưới tiêu đề á. Anh em kết bạn Zalo rồi nhắn tin cho mình là chốt mã số bao nhiêu đó. Mình sẽ trả lời cho anh em nha. Anh em nhắn qua số điện thoại á, thì mình không biết vì điện thoại cục gạch mình nó mờ anh em à.
À, số điện thoại mình ở cục gạch ra nó mờ mình không thấy nha. Anh em kết bạn Zalo nha, rồi nhắn qua Zalo cho mình là chốt mã số mấy nha anh em. À, để mình chốt hàng cho anh em. À, hàng mình là không ship code. Anh em chuyển khoản đủ mình bao ship, cọc mình không bao ship nha anh em. Chào hết tất cả anh em nha. Mai mốt mình sẽ quay ở dưới cửa hàng mới thường xuyên cho anh em luôn nha.